mà hai người rất là sáng và chú trọng mà còn đánh nhau mà mình cứ để bạn thôi thì chuyện đánh nhau đó sẽ là chuyện bình thường. Trẻ cũng chuyển đi cái hành vi đó sang bạn bè, sang hút thuốc trong nhà, sang đồ chơi, sang các anh chị em khác trong nhà. Bởi vì khi một hành động đánh nhau đến từ bậc sinh thành thì cũng sẽ di chuyển lây lan chuyển đi sang các đối tượng khác ở trong cái đó. Ngoài ra cái việc đánh nhau của mặt trẻ cũng gây tổn thương cực kỳ lớn, đặc biệt là niềm tin và hôn nhân. Có thể sẽ không tin rằng hôn nhân là hạnh phúc và có thể sẽ cảm thấy rằng sau khi con lớn lên sẽ không thích lập gia đình hoặc tập chí khi mình đã lập gia đình trẻ cũng sẽ cho phép cái bạo lực xảy ra trong gia đình của mình. Còn đối với trẻ gái khi mà nhìn thấy mẹ phụ nữ như thế thì có thể trẻ gái nhiều cái trẻ nó học cách cái chuyện của mẹ, sau này lớn lên nó cũng sẽ một đứa trẻ phụ nữ và cũng sẽ cho phép cho con đánh mình trong một số trường hợp. Và tôi đã gặp khá nhiều trường hợp, tuy không phải là thống kê cũng nhiều lần, tuy nhiên có rất nhiều bạn gái khi từ lúc nhỏ trong gia đình là từ khi bố cha bạo hành á, lớn lên thành một đối tượng tìm kiếm những người chồng á, mà cũng có cái xu hướng bạo hành giống như vậy, mà không hiểu tại sao, tức là cảm thấy rất là ghét những cái người mà đánh vợ, nhưng khi mà yêu thì lại yêu những người đàn ông mà yêu mà đánh vợ thôi, thì có thể là có cái buổi gì đó mình không muốn thức chuyện gì mặt này, tức là tìm kiếm cái mẫu này. Chúng ta cũng không nên chịu đựng vì con người có một sức lợi của ta.
và chúng ta cũng không nên gian cuộc đời của mình với những người đàn ông này, mà không hiểu chuyện, không yêu thương mình nữa. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái chúng ta cam chịu về một con không đâu, khi chúng ta cam chịu về một con nó càng khổ như sâu sắc hơn, nó càng hận ba nó hơn, nó càng ghét mẹ nó hơn, thế hận ba nó với người ba nó hơn người bạo lực, nó càng ghét mẹ với người người không phản kháng, nó tức, nó út tức với những người bạo lực, và lúc đó rất là út tức với mình. Cho nên việc là mà mẹ mà nhẫn nhịn chịu đựng trong những mà bạo lực như thế, những cái sai trái xảy ra trên cơ thể của mình, xảy ra trong gia đình của mình, làm cho hậu quả rất lớn với con cái. Thà chúng ta bắt nhiều nặng chúng ta ly hôn, hoặc nếu nặng hơn chúng ta ly hôn, để cho con có một môi trường sống nó an toàn hơn, nó bớt cái mùi bạo lực hơn, thì nó còn tốt cho tâm lý của con hơn là cái gia đình mà chúng con phải thấy những xào xáo và bạo lực thường xuyên trong nhà. Anh Hiếu biết sao không? Góc nhìn của Thảo Nhi thì cái việc nhẫn nhịn trước hành vi bạo lực cũng là được coi là ác độc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy có nhiều câu chuyện đang ở trên báo đài, đứa con út ức đến mức chịu không nổi và ra tay giết cha của mình. Thì Thảo Nhi giả sử phải cái người mẹ không nhẫn nhịn mà lên tiếng, thì biết đâu cũng là một cơ hội cho người chồng của mình cảnh tỉnh, nhờ pháp luật can thiệp, địa phương can thiệp, thì ít ra người chồng biết rằng là họ không có quyền để mà đánh đập phụ nữ như vậy, và cũng sẽ không tước đi cơ hội làm lại từ đầu như là người con. Bởi vì nếu giả sử cứ nhận nhìn hoài thì biết là người con hoặc chính người vợ, người mẹ trong gia đình sẽ trở thành sát nhân. Và Thảo Liên nghĩ là có những lúc thì nên nhận nhìn, nhưng những cái lúc mà liên quan đến bạo lực thì không thể nào nhận nhìn, bởi vì bây giờ chúng ta có pháp luật lên tiếng và có hội chị em phụ nữ cũng là cái người bảo vệ quyền lợi cho chị em. Thì mong rằng qua chia sẻ ngày hôm nay, hy vọng là với những ai trong gia đình vẫn còn mùi bạo lực, rất là nhiều phương án, thì trong đó có một phương án như anh nói, đó là ly thân hoặc tạm thời tách ra để làm sao bảo vệ cho chính mình và bảo vệ cho con mình. Và ít đâu cũng là cơ hội cho tất cả mọi người nhìn nhận lại vấn đề và thay đổi lại cuộc đời của mình ạ. Xin cảm ơn quý vị tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Cảm ơn Thủy và các anh thân mến. Tôi cũng muốn chia sẻ cho anh thêm một chút là người đàn ông chúng ta đừng hơi nóng. Tuy nhiên khi chúng ta nóng thì chúng ta cũng phải biết tập kiểm cho bản thân, và chúng ta phải tức giận lên những cái gì đó vô hại. Chúng ta không được tức giận lên những người thân yêu, cũng như không được tức giận lên những cái con người khác. Thì như vậy không chỉ vi phạm pháp luật, một cú đánh như chúng ta là chúng ta đang đánh vỡ được cái hạnh phúc của gia đình. Riêng với các chị thì các chị hoàn toàn có quyền như các anh, và các chị hoàn toàn có quyền được bảo vệ về thân thể của mình, về sức khỏe, về nhân phẩm, về danh dự của mình. Vì thế cho nên là chúng ta cũng cần phải biết cách phản kháng, cũng như chúng ta cần phải biết cách lên tiếng, cần biết cách vận động cả bà con hay họ bố mẹ đến mà bảo vệ chúng ta. Chúng ta cũng cần biết cách vận động xã hội phụ nữ cũng như chính quyền địa phương, nếu như sự việc đã nghiêm trọng thì có thể ra tay can thiệp để mà có thể bảo vệ chúng ta. Và nếu như cái cuộc hôn nhân đó là không còn chứng phản được, cũng như là người đàn ông đó là một người đàn ông rất bạo lực, thì lúc đó chúng ta cũng nên tính toán với phương án ly hôn, thì chúng ta cho chúng ta một cơ hội để hạnh phúc, cho đứa con cơ hội hạnh phúc và cho cả con chúng ta cơ hội để được hạnh phúc và bình yên nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.